Thưa quý vị, thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó tạo động lực lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. Là một sự kiện thường niên được giới trẻ Đà Nẵng mong đợi, Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành ngày hội của những người trẻ yêu khoa học công nghệ và khát khao khởi nghiệp. Đây cũng là chương trình tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên sinh viên tại Đà Nẵng có dịp trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình, sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp tiêu biểu, từ đó nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, tạo động lực đổi mới sáng tạo để bứt phá trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Cái điểm đổi mới năm nay trong cái sản phẩm sáng tạo của năm nay đó là sự tham gia rất là đông đảo của lực lượng đó là thanh niên tại địa bàn khu dân cư cũng như là các quận huyện. Bên cạnh đó thì những sản phẩm năm nay cũng được làm chính từ các bạn là đoàn viên sinh viên trên địa bàn thành phố. Đồng thời thì thành đoàn và hội sinh viên thành phố cũng như Sở khoa học công nghệ cũng đã mời hội viên nhân trẻ đồng hành cùng với lại chương trình để qua đó hỗ trợ cho các bạn để lấy ý tưởng cũng như là giúp cho các bạn thực hiện hóa những sản phẩm của mình. Có thể nói thời gian qua Thành đoàn Đà Nẵng đã từng bước đưa phong trào khởi nghiệp đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó tổ chức đoàn tại địa phương ngày càng quan tâm đến việc giáo dục khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng như đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong sinh viên, học sinh. Những quả ngọt thu được từ các hoạt động này không chỉ là những giải thưởng, những công trình nghiên cứu khoa học chất lượng được vinh danh, mà quan trọng hơn chính là tạo động lực để người trẻ khát khao sáng tạo, khẳng định bản thân. Trong quá trình mà thực hiện đề tài, chúng em gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là cái thời điểm mà dịch Covid và bùng phát vào năm 2019-2020. Nhưng mà sau đó chúng em nhận được là cái kết quả của ngày hôm nay nó xứng đáng và để cho chúng em có thể tiếp tục nghiên cứu ở trong những cái bước tiếp theo. Trong thời gian sắp đến, em hy vọng rằng có thể có nhiều những sân chơi bổ ích như thế này nữa để các bạn học sinh, sinh viên có thể thỏa sức niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của mình và có những giải pháp hiệu quả để đưa vào đời sống thực tiễn. Có lẽ không khi nào mà các sân chơi cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên lại diễn ra sôi nổi và rộng khắp với đa dạng về quy mô như thời gian gần đây. Điều này cho thấy sức hút của khởi nghiệp trong thanh niên. Thực tế cho thấy hiện giới trẻ rất mong mỏi được bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng, kiến thức nền tảng về khởi nghiệp. Thời gian tới, tổ chức đoàn hội tại địa phương sẽ tiếp tục huy động, kết nối các nguồn lực nhằm tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên, sinh viên kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.